Xin chào, qua chào tất cả các bạn. Trong buổi video chữa bệnh ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm học chuyên đề về phần mạo từ, về phần mạo từ của phần 1. Chúng ta sẽ làm phần 1 các bạn nhé. Ok, so now let's get started. Đây là một chuyên đề mà chúng ta cần học thuộc cấu trúc các bạn ạ. Nó hoàn toàn là các cấu trúc với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ làm 25 câu, hoàn toàn là 25 cấu trúc rất là quen thuộc với các bạn nhé. Vâng, ok, chúng ta cứ học kỹ và chắc cho các bạn thì kiểu gì ngon lành cảnh nào, không vấn đề gì cả nhé. À, giờ cùng làm nào. Câu 1, we are very excited. Vâng, excited phải đi về giới từ about, có nghĩa là hào hứng, phấn khởi. Được chưa? Câu số 2, I'm very fun, đi về giới từ of. Fun to, có nghĩa là thích thú. Câu số 3 nhé. Almost all politicians were involved. To be involved, đi về giới từ in. Vâng, to be involved in có nghĩa là gì ạ? Liên quan đến, các bạn nhé. Rồi, qua mời chúng mình sang câu số 4 ạ. I am looking forward, look forward to. Vâng ạ, có nghĩa là mong đợi làm gì đó. Câu số 5, at the moment she's recovering. Chúng ta có recovering, recover from. Người ta gì là gì ạ? Hồi phục, hồi phục. Câu số 6 nhé. À, câu 6 nào. I'm dreaming becoming a famous scientist one day. À, tôi mong ước trở thành một nhà khoa học nổi tiếng vào một ngày nào đấy. Ok, vậy ở đây chúng ta sẽ dùng giới từ gì ạ? À, giới từ about, mong ước về cái gì đó. Câu số 7 nhé. My cousin is married a famous American. À, anh em họ của tôi là kết hôn với một người Mỹ nổi tiếng. Và kết hôn với ai đó, chúng ta không dùng giới từ with, có phải nói luôn như vậy nhá. Phải dùng cấu trúc là to be married to, hai chấm, kết hôn. À, chúng ta còn những cái cấu trúc tương tự như kiểu là đầu tiên là gì ạ? Đính hôn đi, chúng mình có thể dùng cấu trúc cho cô là to get engaged to. Đúng không? Kết hôn, đính hôn này. Gọi là gì ạ? Đính hôn này. Đính hôn này. Nhá. Kết hôn này, ly hôn nói nào? To get divorced. Cũng là giới từ cho cô. Có biết từ này nha. Được chưa? Ok. Rồi. Qua mời chúng mình làm câu số 8 nào. I'm responsible đi với giới từ for. Và cấu trúc này có nghĩa là có trách nhiệm. Thế còn không có trách nhiệm, lúc nào các bạn sẽ thêm tiền tố er cho cô Hà nhé. Đấy, toàn cấu trúc rất là hay các bạn. Qua mời chúng mình làm cho cô Hà câu số 9 ạ. Câu số 9 nào. Rồi, câu 9 nè. Many people took advantage the low price offered by the new shop. Câu này có gì ạ? Nhiều người tận dụng lúc cái giá cả, lúc cái giá nó rẻ để đi của một cửa hàng mới, đúng không ạ? Vâng, và chúng mình có một cấu trúc như sau, đó là take advantage of. Người ta dịch là tận dụng. Các bạn nhớ ghi vào các bạn nhé, tận dụng. Câu dưới ạ. I was not quite satisfied. Satisfied có nghĩa là hài lòng. Hài lòng với ai, với cái gì đó. Giới từ with. Có nhớ cho cô là những cấu trúc vừa rồi mình đọc ấy. Đây này, ví dụ satisfied như này là tính từ nhá. To be satisfied with. Ok. Câu số 1 cho qua nào. The president was thankful everyone who helped in the campaign. À, Tổng thống rất là biết ơn những người mà đã giúp đỡ trong cái cuộc bầu cử đấy. Đúng không ạ? Ok. Vậy chúng ta có một cấu trúc là biết ơn ai đó. Chúng ta dùng cấu trúc là to be thankful, đi với giới từ for cho cô hai nhé. Cô mời chúng mình sang câu số 12 nào. Everyone in this town will benefit. Động từ benefit tức là có lợi ích. Vâng ạ. Có lợi ích từ cái gì đó. Các bạn dùng giới từ from cho cô hai nhé. Benefit from. Câu số 13 nào. For two full days, the man was fighting his life. Trong vòng 2 ngày thì người đàn ông thì sao đã chiến đấu để có được cuộc sống ạ. Vậy câu 13 của chúng ta đây sẽ là fighting for, chiến đấu vì sự sống. Fight for. Ok. Cô mời chúng mình sang câu số 14 nhé. My dad shouted me because I didn't do what he said. Bố tôi hét vào tôi khi mà bởi vì là tôi không làm cái gì bố nói. Vâng.
Vậy câu 14 của chúng ta sẽ phải là shouted đi với giới từ gì? At. Nha. Shouted at. Tiếp theo ạ, câu số 15 cho cô nào. Ở đây chúng ta có động từ insisted. Vâng ạ, insist. Insist có nghĩa là khăng khăng. Chúng ta đi với giới từ on. Nha. Insist on. Người ta dịch là khăng khăng. Câu 16 cho cô ai nhé. Almost all car companies care the environment. Vâng. Hầu như tất cả các công ty ô tô đều quan tâm đến vấn đề môi trường. Đúng không ạ? Care, giới từ gì ạ? About. Care about the environment. Cô mời chúng mình sang câu số 17 nhé. Wearing a seat belt can protect you being killed in a car. Vâng ạ. À, câu này nghĩa gì ạ? À, đeo dây bảo hiểm. À, có thể giúp bạn bảo vệ bạn khỏi bị chết ở trong ô tô, đúng không ạ? Vâng. Vậy câu 17 của chúng ta sẽ phải dùng giới từ gì? From. Cấu trúc của bạn này, protect somebody from, tức là bảo vệ ai khỏi cái gì đó. Cô mời chúng mình sang câu số 18 nhé. 10 people were killed when the bus collided a car. Vâng. À, 10 người đã bị giết khi mà một xe buýt là va chạm vào cái ô tô. Đúng không ạ? Vâng. Vậy thì chúng ta sẽ đi về giới từ with. Nhá. Collided with, va chạm. Câu số 19 nhé. The customers came to the shop to complain their service. À, những người khách hàng đến cửa hàng đó để phàn nàn về cái dịch vụ của họ. Ok, vâng. Vậy 19 của chúng ta sẽ là complain, phải đi về giới từ gì? À, about, phàn nàn về cái gì đó. Nhá. Câu 20 cho cô Hà nào. Our atmosphere consists of oxygen, nitrogen and carbon dioxide. Vâng. À, bầu khí quyển của chúng ta bao gồm oxy này, nitơ này và khí carbon dioxide này. Vâng. Vậy 20 của chúng ta sẽ phải là gì ạ? Vâng. Consist đi với giới từ of. Consist of người ta dịch là bao gồm. Câu số 21 nào. We decided buying the new car. Vâng. Chúng tôi quyết định mua cái ô tô mới. Vâng. Vậy 21 của chúng ta sẽ phải là gì ạ? À, chúng tôi xin lỗi nhầm. Quyết định làm gì đó phải là decide to verb ạ. Vâng. Quyết định chống lại cái việc mua ô tô mới ạ. Vâng. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ không dùng to verb, đương nhiên ạ. Vâng. Và chỗ này chúng ta phải dùng gì ạ? Giới từ gì đấy ạ? Against. Cái giới từ against nó có nghĩa là chống lại các bạn nhé, luôn là như vậy ạ. Cô mời chúng mình sang câu số 22 nào. Many children depend their parents for money. Nhiều đứa trẻ phụ thuộc bố mẹ vì tiền, đúng không ạ? Vâng. Vậy câu 22 của chúng ta sẽ là gì ạ? Depend phải đi với giới từ on, phụ thuộc vào ai đó. Cô mời chúng mình làm câu 23 nhé. He graduated Oxford University. Vâng. Anh ấy tốt nghiệp ở trường đại học Oxford, đúng không? Rồi, graduated giới từ gì ạ? From. Ok. Nào, câu số 24 nhé. The advertising campaign resulted hundreds of new customers from the company. Ok, nào. Result, đóng vai trò động từ các bạn ạ. Mình có cấu trúc đó là result in. Nó bằng cái cấu trúc đó là lead to, dẫn đến hoặc là gây ra. Câu số 25 nhé. As a scientist, I specialize marine biology. Sinh vật biển đấy ạ. Vâng. Khi vì là một nhà khoa học thì tôi làm sao? Tôi chuyên môn về cái lĩnh vực này, đúng không ạ? Vâng. Specialize, chuyên môn về lĩnh vực nào đó, các bạn dùng giới từ in cho cô. Specialize in. Ok. Rồi. Khá là nhiều phải không ạ? Rồi. Ok. Rồi. Cô nghĩ rằng trong video này chúng ta học như thế đủ rồi. 25 câu là rất ok rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Goodbye for now and have a good day. Bye.